khi mùa trung thu về, cũng là lúc những chiếc bánh trung thu với muôn vàn hương vị gọi mời. Từ những dòng bánh truyền thống đến các dòng bánh mang hương vị hiện đại với lớp áo sắc màu thật ngọt ngào. Thưởng thức một chiếc bánh trung thu, nhấp một ngụm trà nóng ấm, chuyện trò cùng nhau những câu chuyện cũ. Tết trung thu vì thế mà thêm gần gũi, ấm tình thân. Cứ đến ngày rằm tháng 8, người dân Việt không ai quên mua những chiếc bánh trung thu nhỏ xinh về để cúng bàn thờ tổ tiên, sau đó cùng nhau thưởng thức. Ở Việt Nam, gồm hai loại bánh là bánh dẻo và bánh nướng. Bánh nướng truyền thống có màu vàng sậm của bột mì nướng chín. Bánh dẻo có màu trắng tự nhiên của bột gạo nếp. Tuy nhiên, ngày nay, người thợ đã biết biến tấu để làm ra những chiếc bánh nướng, bánh dẻo đầy màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng. Nó không chỉ tạo thêm sự cuốn hút cho chiếc bánh, mà nó còn tạo điểm nhấn, thêm sắc màu rực rỡ cho ngày Tết Trung Thu. Đặc biệt, đó lại là những chiếc bánh trung thu được tạo màu từ các loại củ, quả trong tự nhiên thì càng khiến người dùng yên tâm và trân trọng hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thế là một mùa trung thu nữa cũng sắp đến gần. Với các chương trình Ngon và Lành thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn rất là nhiều những loại bánh trung thu như là bánh trung thu ngàn lớp, bánh trung thu nhân chảy hay là bánh trung thu hoa nổi. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại bánh trung thu mới cũng rất đặc biệt, đó chính là bánh trung thu ngũ sắc. Bánh trung thu ngũ sắc sẽ được tạo ra như thế nào và cái cách làm có khó hay không? Đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu chị Vân Anh, một nhân vật rất quen thuộc của chương trình Ngon và Lành. Chị sẽ giới thiệu cho chúng ta về loại bánh trung thu này. Chào chị Vân Anh ạ. Chị có thể giới thiệu cho khán giả của chương trình biết là bánh trung thu ngũ sắc như thế này thì nó có gì đặc biệt hơn so với các loại bánh trung thu truyền thống và cái cách làm của nó có khó không ạ chị? Vâng. Xin chào các quý vị khán giả. Bánh trung thu ngũ sắc ấy thì là cơ bản là về nguyên liệu là mình vẫn dùng những cái nguyên liệu về truyền thống. Ví dụ như là cái bánh nướng màu như thế này thì tôi vẫn dùng cái nước đường truyền thống. Nước đường truyền thống thì mọi người đầu tiên có thể nghĩ là vì là nó vàng nên là pha nó sẽ không lên màu. Thế nhưng mà tôi vẫn sử dụng mà pha nó vẫn lên những cái màu sắc rất là đẹp. Đấy. Giống như một chiếc bánh trung thu, đây là bánh nướng hay là bánh dẻo và tại sao chúng ta lại có thể tạo ra được một cái màu tím rất là đẹp mắt như thế này ạ? Đây là bánh nướng ạ. Vâng, bánh nướng và tôi sẽ pha thêm những cái màu củ quả. Mình sẽ sử dụng các cái bột màu củ quả và pha vào để tạo nên những cái màu sắc này. Và khi nướng thì mình cần chú ý một chút về cái nhiệt độ thì là bánh sẽ giữ được những cái màu sắc vẫn tươi tắn. Thưa quý vị và các bạn, nếu như chị Vân Anh giới thiệu thì chúng ta khi mà làm được một chiếc bánh ngũ sắc như thế này thì nó đòi hỏi sự khéo léo của người thợ. Phải làm như thế nào để khi mà chúng ta nướng thì bánh sẽ không bị mất đi những màu sắc tự nhiên mà cái hương vị của nó vẫn mang đậm cái hương vị truyền thống. Chắc chắn rằng là trong những ngày Tết Trung Thu với mâm cỗ Trung Thu có những chiếc bánh ngũ sắc này thì nó sẽ có thêm sắc, thêm vị và mâm cỗ Trung Thu của chúng ta sẽ trở nên sinh động hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Vân Anh có thể giới thiệu cho quý vị khán giả của chương trình là để làm ra những chiếc bánh trung thu ngũ sắc như thế này thì chúng ta cần phải những cái loại màu sắc pha màu như thế nào ạ? Để làm những cái bánh trung thu ngũ sắc này thì cái pha màu thì mình cũng dùng những cái nguyên liệu cũng rất là đơn giản, mình có sẵn ở trong thiên nhiên thôi. Đấy, ví dụ như là cái màu hồng thì mình có thể sử dụng màu từ ruột của quả thanh long đỏ và màu của từ củ dền. Đấy. Thế còn màu tím thì mình có thể sử dụng là khoai tím là ở dạng bột, mình dùng bột khoai tím. Ví dụ như là những củ khoai lang ruột tím như này. Vâng. Đấy, hoặc mình có thể sử dụng cái màu tím của cái lá cẩm tím. Mình sẽ đun lên mình lấy nước tím cô đặc của lá cẩm. Với màu xanh như thế này thì chúng ta sẽ dùng bột trà xanh đúng không ạ chị? Vâng, màu xanh mình dùng bột trà xanh. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng những cái loại màu sắc như thế nào để pha màu cho bánh ạ? Ngoài ra pha bánh thì cũng còn có cả màu vàng. Màu vàng thì mình có thể dùng từ rất nhiều loại. Mình dùng màu từ cái hạt dành dành ấy. Mình có thể dùng màu từ chanh leo. Chanh leo thì màu vàng nó nhạt hơn. Hoặc là mình có thể dùng bí ngô. Thế là chúng ta đã có các màu như là màu xanh, màu đỏ,
màu tím, màu vàng, màu hồng và có thể là màu hồng nữa, màu đen từ bột than tre. Như thế là chúng ta đã có đủ 5 màu sắc cơ bản rồi đúng không ạ? Bánh trung thu ngũ sắc có thể là bánh dẻo hoặc bánh nướng. Bánh nướng hay bánh dẻo đều dùng cùng một loại nhân và cùng một loại nước màu. Nhân bánh, chúng ta có thể sử dụng nhân đậu xanh, nhân đậu đỏ, hạt sen, khoai môn. Cách làm các loại nhân cơ bản giống nhau. Nhân bánh, 500g đậu xanh khô, ngâm 4-5 giờ cho nở, luộc chín, xay nhuyễn cùng 400g đường, 180g dầu ăn, xên nhỏ lửa, khi hỗn hợp đặc lại, cho thêm 10g bột mì và 10g bột bắp hòa cùng một chút nước. Khi nhân đứng, sờ không dính tay, thì trộn 30g bột làm bánh xèo, xên thêm 5 phút là đạt. Kiểm tra bằng cách về trò nhân, không thấy bị chảy xệ là đạt. Nguyên liệu tạo màu. Chúng ta có thể sử dụng rất nhiều loại nguyên liệu tạo màu khác nhau. Dùng nước cốt của thanh long ruột đỏ để tạo màu hồng, màu của chanh leo để tạo màu cho bánh vàng. Dùng trà xanh để tạo màu xanh cho bánh. Màu củ dền để tạo màu đỏ. Cách tạo màu là lấy nước cất của các loại củ, quả nói trên pha trực tiếp vào bột bánh sau khi đã nhào xong. À, vâng, chị có thể giới thiệu qua những cái loại nguyên liệu làm vỏ và làm nhân của cái loại bánh này được không ạ? Vâng. Trước hết thì làm bánh nướng thì chúng ta cần về cái phần vỏ bánh ấy thì chúng ta vẫn sử dụng cái nước đường truyền thống, tức là vẫn nấu từ đường vàng. Đấy, và tôi chỉ sử dụng đường và chanh thôi. Tôi nấu đường và chanh và thêm mấy lát dứa. Và ngoài ra thì cần có bột mì, dầu ăn, lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng vâng. Nhân thì chúng ta cũng vẫn sử dụng những cái nhân như bánh truyền thống. Chúng ta có thể sử dụng nhân thập cẩm và nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh thì sẽ có nhiều vị. Mình sẽ có nhân đậu xanh trà xanh, nhân đậu xanh hạt sen, nhân khoai môn. Nhân sầu riêng. Để làm bánh dẻo ngũ sắc, chúng ta cần các nguyên liệu: bột bánh dẻo, nước tạo màu, nước đường bánh dẻo, tinh dầu hoa bưởi, dầu ăn, các loại nhân tùy thích. Đầu tiên, chúng ta trộn dầu ăn, tinh dầu hoa bưởi vào nước đường bánh dẻo theo một tỷ lệ nhất định. Từ từ dây bột vào và trộn đều, cho thêm màu tự nhiên, nhào bột thật nhanh, thật đều đến khi bột dẻo là được. Bọc màng cho bột nghỉ 10 đến 15 phút. Trong lúc đó chúng ta viên nhân. Tỷ lệ nhân và vỏ là 1 nhân 1,5 vỏ. Sau khi bột nghỉ, chúng ta sẽ viên bột bao nhân, cho vào khuôn, ấn và tạo bánh. Bánh dẻo ngũ sắc rất dễ làm vì bột đã chín, không cần nướng. Khi làm chỉ cần chú ý bột dẻo đến độ, màu lên đẹp. Hình vân in nổi, rõ là đạt. Với loại bánh này, chúng ta có thể lôi kéo các em nhỏ cùng tham gia sẽ rất thú vị. Các em sẽ vừa làm, vừa tìm hiểu về ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu. Tự tay tạo ra những chiếc bánh dẻo đầy màu sắc sẽ giúp các bé hào hứng và càng thích thú với ngày Tết này. Mình sẽ cân định lượng theo công thức. Mình sẽ cân định lượng nhân và mình sẽ nắm thành từng viên nhân tròn. Sau đó thì mình chuẩn bị vỏ bánh.
Vỏ bánh thì mình sẽ dùng nước đường truyền thống. Mình cân nước đường này theo tỷ lệ nước đường, dầu ăn và cho thêm lòng đỏ trứng nữa. Sau đó mình sẽ trộn đều, mình để nghỉ khoảng 30 phút. Rồi sau đó mình trộn với, mình cho bột mì dây mịn trộn dần vào cái hỗn hợp nước đường đó. Sau khi trộn xong vỏ thì đến cái phần pha màu. Pha màu thì mình sẽ cho các cái bột màu tự nhiên vào phần vỏ. Mình pha thì cũng không cần tỷ lệ đâu, chỉ cần đến khi nhìn thấy màu mình ưng ý là mình dừng thôi. Để làm bánh nướng ngũ sắc có phức tạp hơn. Vỏ bánh: 200g nước đường bánh nướng, 50g dầu ăn, một lòng đỏ trứng trộn đều để nghỉ 30 phút. Dây: 320g bột mì, bông hồng xanh hoặc hoa ngọc lan trộn đều. Pha màu đỏ, trộn thêm bột củ quả tự nhiên đến khi vỏ bánh lên màu ưng ý. Bọc bằng màng bọc thực phẩm để nghỉ. Tiến hành đóng bánh. Bánh 150g, cân 50g vỏ, 100g nhân về tròn, cắt nhỏ thành miếng hình tròn, bọc kín nhân, tránh để có không khí giữa vỏ và nhân, để tránh bị phồng bánh. Phủ một lớp bột khô mỏng lên trên lớp vỏ để chống dính. Chống dính khuôn bằng bột khô. Đóng bánh, cho nhân vào khuôn, một tay giữ chặt phần thân khuôn, một tay nhấn. Nướng 3 lần nhiệt 150 đến 170 độ, mỗi lần khoảng 10 phút. Chú ý canh lò khi vỏ bánh đục là chín. Bánh nướng truyền thống sẽ có một màu cơ bản, chỉ cần sự khéo léo, sáng tạo của người thợ. Pha thêm vào những màu sắc cơ bản từ củ quả, chiếc bánh sẽ trở nên hấp dẫn và thu hút hơn rất nhiều. Khi nướng bánh ngũ sắc cũng cần phải chú ý hơn để bánh không bị cháy, mất màu. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, con người ngày càng tất bật, nhưng những ngày Tết truyền thống vẫn được bảo tồn. Thậm chí, mọi người ngày càng chú ý đến những ngày Tết này hơn để thế hệ sau, đặc biệt là các em nhỏ, biết được và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của ông cha. Những chiếc bánh trung thu truyền thống sẽ giúp các em nhỏ dễ tiếp cận, dễ làm quen và dễ nắm bắt về ý nghĩa, cùng người lớn tham gia vào hoạt động làm bánh, cùng tìm hiểu và chia sẻ những bản sắc quý giá.